đến Ninh Thuận mà chỉ nói đến chuyện nắng gió thì quả là một sơ sót lớn. Nằm ở ven biển miền Trung, Ninh Thuận cũng sở hữu một bờ biển dài với nhiều hang, vịnh. Dường như có luật bù trừ, bãi biển Ninh Chữ, Vịnh Vĩnh Hy hay Hang Rái ở tỉnh Ninh Thuận đã có mặt trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đó đều là những điểm đến đem đến cho du khách nhiều bất ngờ. Còn với người dân địa phương, chỉ cần đứng trước biển, cảm nhận được không khí trong lành, họ sẽ thấy mọi mệt nhọc ngày thường tan biến nhanh. Và rồi vào những buổi chiều đứng trước biển, khi chiều rút thì họ lại khám phá ra điều mới. Vào những đầu tháng hoặc giữa tháng âm lịch, người dân bắt gặp những rạn san hô sống nổi lên trên mặt nước với nhiều sắc màu và hình thù độc đáo. Từ trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, chúng tôi di chuyển đến làng biển Đông Hải và nhận thấy nhiều đoàn du khách đã tìm đến đây. Sau khoảng 10 phút vượt qua bãi cát dài nhiều ghe tàu neo đậu, chúng tôi nhanh chóng nhận ra không gian sinh sống của san hô. Người dân địa phương gọi đây là bãi rạn, nơi san hô nổi lên trên mặt biển với nhiều màu sắc và hình thù lạ mắt, như tạo nên một con đường độc đáo nối dài. Bắt đầu mình lạ qua tới đó mà nói chung là đa số là san hô sống là nhiều. San hô sống với lại rong biển, còn ốc thì nằm trong san hô á. Vẻ đẹp của những cụm san hô luôn khiến nhiều người cảm thấy thích thú. Thế nhưng, không phải lúc nào khách phương xa cũng có thể ngắm nhìn san hô trên cạn. Để thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của nơi này, nhiều người phải đợi đến những buổi chiều, đầu tháng hoặc giữa tháng âm lịch. Khi ấy, con nước sẽ xuống và kéo dài trong khoảng 2-3 ngày. Bình thường á, mình nhìn san hô mình tưởng là nó cứng lắm. Thì mình thấy nó, bây giờ mình xuống mình rờ mới biết nó mềm, mềm mại là cũng có nhiều lỗi. Có san hô dạ quang thì nó cũng lần đầu tiên bạn nó chỉ thấy không có biết. Anh Đinh La Thái Huy thường xuyên tìm thấy những tấm ảnh đẹp ở đây. Chiều muộn cũng là lúc những đoàn người nhận ra những hoa đá nổi dần lên trên biển. Và với anh, đó là khoảnh khắc luôn mang lại cảm giác đặc biệt. San hô sống ở đây theo em đã từng ra chụp nhiều lần thì em thấy nó rất là đa dạng và phong phú, nhiều thể loại, nhiều màu sắc, kích thước. Hai lần trong một tháng, bạn có thể tìm đến nơi này. Vẻ đẹp của sự bình yên sẽ hiển hiện ngay trong thời khắc bạn chờ đợi để được nhìn ngắm san hô. Hãy hít thật sâu mùi của gió biển, nhẹ nhàng thưởng thức tuyệt tác của đất trời, để thấy cuộc sống này đáng